đi luôn. Nó không có bị hôi nha anh chị nha, cái này á, nó không có bị hôi. Chị vét nó lên, nó không có bị hôi, nó không có bị bên tay khách nha. Anh chị có thể chụp hình rồi qua ra supply đó, anh chị có thể hỏi supply. Ok, let's go. Rồi, bắt đầu nha anh chị nha. Anh chị thấy rõ chưa? Hello anh chị em, khỏe không anh? Ok, nay mình sẽ đắp màu đen nha. Có nhiều anh chị thì nói cái màu đen nó khó đắp quá, hướng dẫn. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cái màu đen. Đây là cái màu đen mà mình pha nha. Cái màu đen này là mình pha ha. Trước khi mình đắp màu đen á, mình để hơi gần sát cuticle thôi, mình để hở ra một chút xíu, mình đưa xuống nè. Xong mình sẽ lấy nước mình đẩy cái cuticle, đập nhẹ nó, đẩy nhẹ nó lên nha. Đây mình đưa từ từ, mình đẩy nhẹ nó lên. Xong hai bên hông này nè, mình tém vô giữa, mình tém vô giữa, mình đưa cái phần đuôi xuống dưới. Mình thấy nó dư thì mình cắt nó đi, cắt nó một chút đi. Đó, xong mình vuốt nhẹ phần cuticle xuống nè, đi nhẹ thôi nha. Đây, đi nhẹ thôi, vuốt nhẹ xuống, từ từ thôi ha. Mình đừng có để cái phần cỏ đó nó lem ra cái da khách nha. Đi từ từ thôi. Những cái móng này thì em sẽ đắp nó hơi mỏng một chút xíu nha, tại vì nó không có dài lắm nên là nó cũng khó gãy lắm. Mình đi một cục á thì nó suôn hơn, nó sẽ khó gãy hơn. Đây, mình sẽ vuốt hai bên hông một chút xíu nè. Đó, mình nhấn vô. Đây là cái màu đen ha. Hello Nhật Vi, thank you chị. Đây, chị sẽ thấy ha. Đó, có em đang xài 16 nha, có hot gì đâu, anh hot quá mà không hot gì. Thank you anh, em khỏe anh Dream. Nhất nách. Ok, tiếp tục. Thì ví dụ như mình đắp màu đen á, thường thường thì nó sẽ bị lem ở cái phần cọ ha. Còn nếu mà anh chị mà để cái phần thân cọ mà vuốt trúng cái tay khách như thế này á, thì nó ra cái màu đen ở đây rất là xấu, rất là bẩn, rất là dơ, nhìn nó dơ lắm ha. Thì mình thường thường anh chị em để ý cái cọ của em, khi mà em tém cái bột lên á, em sẽ để sát cái phần mép trái nè, cái phần mép trái của cọ nè, em đẩy sát như thế này, em lên chưa còn, chứ em không có đưa ra đây nữa. Đó, em không có đưa ra vậy nữa. Ra vậy thì cái phần hai cái phần khóe của khách đó nó đen thui rồi, nó xấu lắm ha. Thì tiếp tục này, cái nó không được tròn khi cuticle nào, mình đẩy lên nhẹ nhẹ, mình ăn gian nó chút xíu cho nó tròn ha, mình đắp nó sẽ đẹp hơn. Ok, đây mình sẽ lấy, mình đừng có để sát nha anh chị nha, anh chị để sát mà anh chị thất bại đó, anh chị để xa một chút xíu nè, hơi hơi thôi, anh chị đưa xuống, sau anh chị lấy cái phần mũi của thân cọ, mũi cọ đó, đó anh tém nè, anh chị thấy em đẩy lên không, để ý nè, đó em đẩy từ từ lên nè. Thì cái phần ở phần dưới này nè, em sẽ đưa nó xuống, em sẽ đưa nó xuống dưới, cái này sẽ thiếu bột rồi. Mình tém hai bên hông vô đã, thiếu hay không thì tính sau. Mình phải tém hai bên hông này để đừng cho nó dày nha, nó dày tí anh chị dũa rất là cực. Đó, mình đưa cái bột xuống nè, đưa xuống, đưa xuống. Đó, mình vuốt xuống nè, mình tém nó vô vừa đủ nha. Cái bột này là vừa đủ luôn nè. Mình sẽ vuốt nhẹ cái phần này cho nó sạch sẽ nè. Tém vô, tém vô. Đó, đẩy nó ra, tém vô cho nó đều cái shape nè. Xong, màu đen gọn gàng ha. Dễ chạy, dễ dũa lắm nha anh chị nha. Đắp màu đen thì nó dễ lắm, nó không có khó. Có nhiều anh chị thì sợ màu đen, nhưng mà thật sự là đắp màu đen thì nó cũng không có khó đâu. Nó chỉ hay bị lem lem dạng, nhưng mà nó lem, nhìn nó dơ, nhìn nó không có được đẹp thôi. Anh Tommy, how are you anh? Đây là cái bột màu đen của mình pha nha. Thì anh chị sẽ thấy nè, em sẽ chỉ cho anh chị cái cách lấy bột nha. Em sẽ bỏ một cục đầu tiên, ok.
khi mà anh chị lấy ly quịch xong, anh chị nhúng vô đây. Thường thường á, những cái ngón bự này thường thường là anh chị sẽ nhúng để cái phần cọ nó vô trong cái hũ bột á, nó hơi lâu một chút xíu. Ví dụ như em lấy ngón út đi, ok, em lấy ngón út em nhúng vô chút xíu cái em lấy ra liền, là em lấy vừa đủ bột thôi, ít bột thôi. Còn như cái ngón này đó, em sẽ lấy nhiều hơn một chút xíu, em sẽ lấy nhiều nước hơn một chút xíu, em sẽ nhúng vô, em sẽ để nó một chút xíu nè, đó. Thì cái bột này á, nó sẽ không chảy bằng cái mà mình lấy nhanh nha. Cái bột này nó sẽ không chảy nè, anh chị sẽ thấy nè, nó đứng lại, đó, nó không có chảy nữa. Đây, mình sẽ dễ dàng mình tém nó lên khi tôi cồn nè. Đó, mình đưa bột đi đâu lẫn đi đó nè. Đó, đưa tém vô hai bên hông nè, chị thấy ha. Đó, mình tém vô hai bên hông. Xong, mình sẽ vuốt. Thì anh chị sẽ để ý cái phần này. Lúc mà em vuốt như thế này á, thì anh chị sẽ nghĩ là bột, sợ bột nó khô, nhưng mà không nha. Anh chị phải biết được cái phần bột này là nó có chảy hay là nó nhanh khô hay không. Thì nếu mà cái bột này nó vẫn còn dẻo đó, là anh chị cứ từ từ đắp. Còn nếu mà nó nhanh khô quá thì anh chị sẽ lẻ cái tay lên, lẻ một chút xíu nha. Lúc mà anh chị tém bột quá, anh chị lẹ hơn một chút xíu. Đây, mình sẽ vuốt nó xuống, tém vào. Đó anh chị ha, mình sẽ thấy nè. Thì cái phần này á, không phải là mình thiếu, nhưng mà mình chỉ ăn gian cái phần bột đó thôi nha. Em ăn gian cái phần bột đó, tại vì nếu mà anh chị sẽ thấy nè, cái móng tay của nó rất là bự, nó rất là bè ha. Mà nếu mà mình đắp ra hết hai bên khóe này luôn á, thì nó chè bè. Cái khóa phần của mình nó bự lắm, nhìn nó rất là bự ha. Nên là mình đừng có cho nó ra lem hết hai bên khóe. Mình ăn gian đó, cái đó là em ăn gian đó nha. Đây, ví dụ như cái này ít hơn nè. Nếu mà em lấy, em sẽ cho anh chị thấy. Em lấy nhanh lẹ, còn cái này ít bột quá. Ok, em sẽ lấy nhanh lẹ nè, em sẽ nhúng vô, em lấy ra liền. Đây, em sẽ đắp lên thì nó rất là chảy nha, nó rất là chảy. Nên đó, nếu như trường hợp như thế này thì anh chị để cái phần cọ im ở trên cái phần bột chút xíu nè, để lâu hơn, giữ im cái cọ ở trong cái bột mà mình bỏ lên tay đó, mình để lâu hơn chút xíu thì nó sẽ đỡ chảy nè. Đó, thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ tém nó, mình sẽ lấy thêm nước nè, mình tém nó, mình đưa nó đi đâu đi. Đó, bắt đầu mình mới vuốt ở cuticle xuống, mỏng ở cuticle, tém hai bên hông vô. Thì anh chị tém như thế này nè, thì cái phần ở giữa này nó dày, thì anh chị sẽ thấy cái tay của khách nó thon nữa, nó thon hơn nhiều nha. Đây, mình tém xuống, anh chị sẽ thấy nó thon hơn nhiều là hồi nãy mà lúc mà em gắn móng ha. Mình sẽ lên nhẹ đây nè, em nói là hồi nãy cái này là nếu mà em lấy nhanh thì nó sẽ chảy như thế này nè, nó rất là khó chịu ha. Thì anh chị đắp màu đen á, anh chị cứ từ từ thôi, đừng có gấp. Anh chị lấy vô hũ bột thì anh chị để một chút xíu. Ví dụ như anh chị đắp cái ngón này đi, anh chị thấy là giống như anh chị lấy bột xong, anh chị đắp thì anh chị thấy nó chảy nha. Thì qua cái ngón sau đó, mình để trong cái ly quịch đó, mình để một chút xíu, mình để hơn 1 giây hoặc là 2 giây ha. Ví dụ như cái ngón út đi, này em đắp ngón này đi, em thấy nó chảy mà nó cũng lâu khô, nó không có tới nỗi khô lắm. Thì cái ngón thứ hai á, anh chị để cọ trong cái bột này nè, nó hơi lâu một chút xíu, cỡ chừng 2 giây á thì anh chị sẽ better hơn. Dạ hello, nhiệt tình là view cao liền, trời ơi thiệt. Cho em cái share đi nào, cho em cái like, cái share đi chứ. Cái này, cọ này em đang dùng á, là cọ 16, nhưng mà nó chỉ bằng size với 14 thôi. Cọ của bên em bán á, thì cái cọ này, cọ 16 này nó chỉ bằng size với 14 thôi. Ok, cái ngón này thường thường cái ngón cái thì rất là bự. Đây, cái ngón cái này rất là bự. Thì anh chị phải cần lấy cái ly quịch này thiệt là nhiều, cần lấy bột nhiều. Thì nếu mà anh chị lấy bột nhiều, anh chị nhúng vô, anh chị để một thời gian á, thì nó sẽ bị rất là nhanh khô ha. Thì em sẽ chỉ cho anh chị là lúc mà anh chị lấy cái ngón cá này, anh chị lấy thật nhiều nước, anh chị nhúng mạnh nó vô, xong anh chị lấy ra. Đó, nhúng mạnh nó vô liền, xong anh chị lấy ra liền.
nhúng mạnh nha, chứ không phải là mình thả 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 nữa mà mình nhúng mạnh vô luôn đó. Xong bắt đầu cái mình mới lấy cái phần mũi cọ nè, anh chị lấy cái phần mũi cọ nè, đẩy lên đó, đẩy sát lên, xong mình tém nó xuống. Đưa nó xuống nè, anh chị nhớ nha, mình lấy cái thân cọ mình đưa nó xuống như thế này thì tí nữa anh chị dễ vuốt hơn. Anh chị cứ thử đắp mà anh chị không vuốt xuống trước á, mà móng dài á, anh chị rất là khó vuốt nha. Nhiều lúc nó bị dính cọ đó, nó không có cái độ bám ở dưới cái thiếp này nè. Tại vì lúc mà anh chị đắp lên nó bị khô ở phần dưới đó, thì nó không có độ bám ha, thì nó hay cứ bị dính cái cọ đó. Còn em thì em đắp thì nó không có dính nè, anh chị thấy không, em vuốt sao nó cũng không dính đó. Nói chung là mình có cái mẹo mà để mình giữ cái bột cho nó khô đó, nó không có bị dính. Đó là đó cái mẹo nha. Ok chưa bà con? Thấy hữu ích thì cho em một like, một chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ giùm em cái nè. Cho em một cái chia sẻ đi. Cảm ơn đi. Trời, nhiệt huyết và nhiệt tình như em mà anh chị coi free nữa, coi mà coi chùa nữa mà không chia sẻ giùm em thiệt buồn hết sức luôn. Right out đây. Ok. Tôn giấy dữ luôn chị. Rồi, bắt đầu em sẽ chỉ cho vũ xếp nha. Đây, cái vũ này thì em đã làm gần 2 tuần rồi. Cái vũ này em làm gần 2 tuần rồi nha. Đây là cái vũ mới. Đó, đây là cái vũ mới, cái vũ này là em dùng đã 2 tuần rồi. Nhưng mà cái này nó không có là giống như là lúc mà anh chị vũ đó, nó không có giống như là nghe nó sợ lắm. Nghe nó không có sợ nha, nó đi êm lắm, rất là êm. Đó. Em share rồi nha. Dạ, thank you. Trời ơi, chị Đào Ngọc Dương chị lúc nào cũng ủng hộ cái like của em hết trơn, lúc nào em like cũng thấy chị hết trơn á, thiệt mê chị dễ sợ luôn. Anh Tâm mì xe giùm em chưa, cho em một xe nào. Em chị thấy không, đắp bột xong mình vữa rất là khỏe. Khi mà anh chị đưa lên cái khóe tay khách đó, em không có cần kìm nữa đó, em vữa luôn, nó rất là êm nha, nó đi rất là êm. Nhưng mà nó đi bột, anh chị sẽ thấy nè, cái bột của em rất là dày ha. Đó, rất là dày nha. Nhưng mà nó đi bột êm lắm, nó rất là êm. À, dũa thẳng cái xếp lại. Cái kích thước này đó. Không thấy nó đó, dùng vậy luôn. Đây. Xong nha. Em để về cho anh chị thấy rõ nha. Thường á thì em sẽ dũa hai cái phần mép khóe trước đầu tiên đây, nhưng mà cái này thì em đắp đều rồi. Em là trai nha. Ủa em là trai hả, bữa giờ đâu có biết đâu, bữa giờ đâu có biết. Chỉnh lại camera đi. Ok, vậy được chưa anh chị, vậy được chưa đây ha. Thường á thì em sẽ dũa hai cái phần mép khóe. Thường anh chị sẽ để ý nè, hai cái chỗ mép khóe ở ngay chỗ phần critical xuống chút xíu, ngay chỗ hai cái phần này với lại phần này, thì anh chị sẽ để ý nè. Nếu mà anh chị méo, anh chị chỉ méo cái phần này hoặc phần này thôi. Nhưng mà nếu mà anh chị ráng cố gắng đắp hai cái phần khóe này cho nó bầu, cho nó đẹp đều, thì anh chị sẽ không có bị méo nữa ha. Cái đó là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai, nếu mà anh chị thì thường thường là tất nhiên là nó sẽ có một cái trouble nào đó, em thì lâu lâu em cũng bị méo ha, thì em sẽ dũa hai cái phần này cho nó đều trước đã. Đây, chị sẽ thấy em sẽ dũa hai cái phần này đều trước đã ha. Xong bắt đầu em mới dũa vô, thì em đưa cái phần dũa em ép, em không có ép ở dưới nha, em chưa có ép ở dưới này, em ép cái phần này cho nó đều nè, em ép cái phần này cho nó, cái phần mà ngay chỗ khóe nó ra cái đầu móng á, em phải ép cho nó đều, nó thiệt là smooth ở cái phần ra đầu móng này luôn. Ở bên đây cũng vậy ha, cái giữa phần này đó, mình ép nó lên nha, ép nó lên xong thì em sẽ chạy ở dưới cho nó đều lại nè. Anh chị sẽ để ý nè, đây
sẽ thấy không nhỉ. Đây em sẽ chạy ở dưới này cho nó đều lại một chút xíu nè. Đó ha. Chứ không đây cũng vậy, mình chạy cho nó đều một chút xíu, xong rồi vuốt xếp cho nó thẳng. Đây anh chị sẽ thấy ha. Đây. Đó, thì nó đều nè. Ở bên đây một chút xíu nè, anh chị vuốt nhẹ nó vô, nó ép vô chút xíu. Xong. Đó. Bổ cho anh một xẻ rồi nha. Thank you Đặng Thái Thân nha. Thank you. Thank you anh, thank you. Đây thì anh chị để ý là em sẽ giũa hai cái phần mép khóe trước. Đây. Mép khóe trước xong, em sẽ giũa áp sát nó vô nha. Mình áp sát nó vô như thế này. Đó, mình áp sát nó vô thì cái nhìn cái shape nó sẽ thẳng đều đẹp nha. Anh chị sẽ thấy nè ha. À, nó bị cái cam cái này nếu mà em để ấy ra thì nó mờ. Em để zoom vô thì nó lại ngược hướng. Đó. Xong tiếp tục mình cứ giũa hai cái phần khóe cho nó đều đã. Xong mình sẽ canh nha, mình xem như cái hướng của cái hai bên khóe này nó đi như thế nào. Bữa nào like thêm nữa cho mượn đăng tin kiếm thợ nha thầy. Ok luôn nha. Ok luôn nha anh Thức nha. Đây luôn. Đây. Mình sẽ ép cái hai cái phần thân này vô nè. Đó, xong mình sẽ giũa. Thì cái phần này anh chị nhớ nè, đắp bột thì nó quan trọng đầu tiên đó. Cái phần đắp bột là cái phần quan trọng dữ lắm. Đây ha. Đó. Tiếp tục. Anh muốn chia tay. Đây ạ. Hello hello anh chị mới vào nha. Hello. Cho ai thấy bổ ích thì cho em một xẻ đi nè. Cho em một xẻ đi nào. Đừng có coi chùa nữa mà. Hoặc là thác tên anh chị nào mà muốn học neo đó, anh chị thác tên vô. Anh Hiếu ơi. Anh Hiếu, hôm qua anh biết anh lỗi nào, hôm nay em sẽ chỉ cho anh nè. Anh biết cái lỗi của anh là lỗi nào không? Bán móng thiếp không em? Dạ có nha chị, dạ có. Xe nhiều lắm rồi. Xe nhiều lắm rồi. Đâu em kêu anh. Em kêu anh, em chỉ cho anh cái lỗi. Ok. Hôm qua anh sẽ thấy cái shape của anh á. Cái shape của anh thường thường á, nó sẽ bị móc, bị méo ở ngay cái phần này. Anh sẽ để ý nè, lúc mà anh đắp xong anh chụp hình á, cái chỗ, cái phần này của anh nó bị méo nè, bị móp vô nè. Cái phần này của anh nó bị móp vô nè. Thì anh phải nên giũa cái phần này cho nó thiệt là thẳng ra. Đây, em để cái phần, cái cây giũa em giũa thẳng nó ra nè. Anh chị thấy không? Đây, giũa thẳng nó ra. Bên đây cũng vậy, giũa thẳng nó ra. Đó, mình ép sát nó vô. Đây là nó rất là thẳng nè. Anh chị thấy ha. Đó, mình ép hai cái phần mép khóe này vô nè. Đó, mình ép sát vô. Xong em sẽ giũa phần đầu móng cho nó thiệt là straight nè. Đây anh chị sẽ thấy nè ha, rất là thẳng. Bên xài giũa 100-100 nha. Nhưng mà cái loại giũa của này của em rất là tốt, rất là good luôn, rất là êm nha. Giũa rất là êm mà đi bột dữ lắm, đi bột đã lắm. Nó cái phần này nè nó hơi mỏng dành cho anh chị dip, còn cái phần này nó cứng nè, anh chị dành cho bột. Nhưng mà anh chị có thể dùng cái đầu này chạy cho bột cũng được nè. Anh chị nhìn nè, thấy không? Em giũa mà nó muốn bám hết luôn á, nhưng mà vẫn còn đã. Giũa vẫn còn đã. Êm lắm mà nha. Anh chị nào mà có đặt thì inbox cho em nha. Không có nhiều hàng đâu.
Tại vì em ít quá nên em không có đăng lên Facebook. Ủa anh Hiếu đâu rồi? Sao nói hiểu chưa mà sao em ru không thấy đường, không thấy hồi âm, không thấy trả lời luôn trời. Cái này mình hơi mình đắp nó còn hơi bự nè. Đó, giờ mình tém vô. Đấy, xong. Nên anh làm chia sẻ nhiệt tình. Thank you em đã xem nhiệt tình. Đã sẻ nhiệt tình nha. Đó, em cứ tém vô, nói chung là em cứ tém cái phần này vô cho nó thon vô đã. Rồi mình mới giữa ép sát vô. Anh em mà hiểu mà. Còn cái phần nữa là cái cuticle của anh nó rất là dày. Nhìn nó rất là thô. Anh để cái cuticle của em đắp nè. Anh chị nhìn nè. Rất là mỏng ở đây. Rất là mỏng nè, anh chị thấy ở cái phần cuticle của em không? Rất là mỏng. Thì khi mà anh chị chụp hình lên đó, anh chị sẽ không thấy nó dày. Mà nhìn nó thiệt lắm, nhìn nó thật hơn. Còn khi mà anh chị đắp cái cuticle dày á, anh chị rất là khó dũa. Rất khó dũa nha, rất là khó dũa. Nên anh chị đắp cái cuticle làm sao mà cho nó thiệt là mỏng. Anh chị sẽ xem lại những cái video của em có đăng Facebook hoặc là YouTube đó. Anh chị vô anh chị xem lại thì thường thường á, em đắp cái cuticle mỏng hoặc là em dũa cái cuticle mỏng thì anh chị sẽ thấy nó nhìn nó smooth hơn, nhìn nó đẹp hơn. Còn anh chị mà đắp cái cuticle dày á, anh chị khó dũa lắm, dũa rất là khó. Xong thôi, em không quảng cáo đồ dũa nữa đâu nha, đồ dũa hết hàng rồi. Hello đệ, vãi nồi. Cậu đắp được giống Vi chưa? À, cậu là ai? Cậu em là Hiếu à, anh Hiếu à. Đây, mình không quảng cáo đồ dũa nữa nha, đồ dũa hết hàng rồi. Không anh, đây, bây giờ em sẽ chỉ cho anh Hiếu nè. Cái chạy máy như thế này đó. Thường thường là em dùng cái fan quanh nhưng mà hôm nay em sẽ dùng cái bình thường nha. Cái file bình thường nha. Cái này thì dễ đứt tay nha, cái này thì rất là dễ đứt tay. Nên anh chị cẩn thận. Ok. Đầu tiên á, em sẽ đi từ ở dưới lên. Cái này là em chạy đỡ thôi nha, chạy trước thôi. Ok, em sẽ đi từ ở dưới lên. Như thế này, em sẽ để cái phần đầu dũa đó nó thẳng. Chứ em không có để chuối hoặc là chuối cái đầu, những cái đầu lên hoặc là chuối cái đầu xuống nha. Em đi ngang nè. Đây, em đi cho cái phần này nó đều nè. Đó, em đi cho cái phần mặt đầu móng đó nó đều. Em sẽ lên nhẹ, em sẽ chạy nhẹ cái cuticle nè. Em phớt nhẹ thôi. Tại vì em đắp rất là mỏng nên anh chị dễ chạy cuticle lắm, rất là dễ luôn. Đó, mình chạy phớt nhẹ thôi. Xong mình đi xuống. Đây, anh chị sẽ nhìn thấy nè, mỏng manh lắm. Những cái móng này thì em đắp mỏng lắm nhưng mà thật sự thì nó dày, nhưng mà anh chị nhìn sẽ thấy nó rất là mỏng nha. Đó, xong tiếp tục chạy cuticle. Anh chị nhớ để ý nha, bây giờ em không có thấy cuticle luôn nè, cho em không có thấy nó bị giống như là không có thấy cái cuticle nó nằm đâu. Anh chị sẽ dùng cái phần tay của mình á, anh chị đẩy cuticle nó lên, đừng cho cái cuticle nó dính vô cái bột đó. Anh chị đẩy lên thì anh chị bây giờ em nói đi bình thường thôi, để cái dũa nhẹ nhàng thôi, không có gồng nha. Anh chị để cái dũa nhẹ nhàng thôi, đi nhẹ lên. Em có chạy lên cuticle nó cũng không cắt nè, mà nó rất là tròn cái cuticle này đó. Để nhẹ thôi, mình đi nhẹ thôi nè, anh chị sẽ thấy nó tự tròn cuticle luôn. Thì cái này là cái mẹo nha, anh chị không cần chạy cái này. Bởi vậy làm sao mà em đắp cái cuticle rất là mỏng thì mình chỉ phớt nhẹ ra thôi. Cái phần nào mà nó dính lên da đó thì mình đẩy hồi nãy rồi, còn cái phần nào mà nó lòi lên á, nó dính vô da xong mình đẩy ra thì nó lòi lên á, anh chị đi nhẹ qua thì nó chỉ ăn cái phần bột đó thôi. Hello Phương Ly,
Hello em, mấy nay con cũng xem lại anh đi đây, thấy cậu xếp xem nhiều. Hello anh chim này khỏe không? Hai anh khỏe không? Tiếp cho chị hai cọ 14 với móng tiếp khóc tình được không? Cọ 14 em hết rồi chị ơi, cọ 14 em hết rồi, em không còn cọ 14 nữa, em chỉ còn cọ 16 thôi. Nhưng mà cọ 16 thì nó bằng cái cọ 14 hả? Cọ 16 em nhỏ lắm. Đây, như thế này ha, tiếp tục ha, em sẽ đẩy cái phần critical lên thì anh chị sẽ thấy nè, nếu mà em đẩy cái phần critical này lên thì nó sẽ show ra cái đường line của cái màu đen. Anh chị chỉ cần đi nhẹ thôi, không cần đi mạnh đâu, anh chị chỉ cần đi phớt qua thôi. Đây, giống như em nè, em cầm hai ngón nè, em không có chủ nha. Thường chủ như thế này á thì mình cái tay mình đi sẽ chuẩn hơn, nhưng mà em sẽ cho anh chị thấy nè, em đi nhẹ qua nè, không có bị cắt tay luôn, anh chị thấy ha, mà nó vẫn tròn nè. Đó, thì cái này thì em control được cái tay của em là nhẹ đi, nhẹ phớt nhẹ thôi đó, thì nó sẽ không có bị cắt tay khách, nhưng mà nó ăn cái phần critical rất là đẹp nha. Tìm dưới móng chút xíu. Đây, buông nhẹ, em hết hàng rồi, khi nào có lại cậu 14 vậy? À, khi nào có lại hả? Có lại, em có lại chắc cũng phải là 2-3 tuần nữa em mới có lại nha. Đây, mình đi nhẹ nè, đó, mình đi nhẹ. Có nhiều lúc em không có cần phải đẩy cái da tay khách lên đâu, nhưng mà em sẽ chỉ cho anh chị cái cách nào mà anh chị dễ thôi, chứ còn em thì không sao hết. Em cứ chạy đại vậy đó, em cứ chạy vậy đó, mình thấy cái nào chưa đều thì mình chạy tiếp, mình chạy cái phần nó nhẹ, cái phần nó nhiều hơn ha. Đây, anh chị sẽ thấy đây đó, mình lên cái móng chút xíu xong. Cái gì mà kinh nữa. Đây nè, anh chị sẽ thấy nè, cái này nè anh chị sẽ thấy nó dính da nè, anh chị thấy nó dính da ha. Nhưng mà cái bột cái trên critical nó dính da rất là mỏng, nên là mình chạy qua luôn, em không cần đẩy cái da nó lên luôn, em chạy qua luôn. Đây anh chị sẽ thấy nè, em chạy sạch không, thì anh chị chạy nhẹ quá thì nó không có bị cắt tay khách đâu, anh chị đi nhẹ thôi. Với lại cái phần tay khách này em nói luôn là cái tay khách này nó khó được chảy máu, gặp những trường hợp mà cái tay khách mà nó mỏng anh chị sao dám chạy, đúng không? Anh chị phải đắp mỏng critical, mỏng nhưng mà đừng có để lợt màu nha, đừng có để lợt cái critical nha, đừng có để mà nó không có màu là chết luôn á. Như mấy cái bộ full set này thì em làm lẻ lắm, lẻ cực kỳ luôn. Đắp bột xong cái mình chạy máy sơ cái là xong rồi. Giữa này á thì anh chị sẽ sợ chảy máu, em nhiều lúc em cũng vẫn cắt tay khách mà, bình thường, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Bây giờ ai dám nói là khách mà chưa bao giờ bị cắt chảy máu thì cái người đó là chắc là hơi bị đỉnh cao rồi. Đây, mình sẽ lên xuống dưới, em sẽ chạy nhanh nha. Đó, nói chung là quan trọng là anh chị đắp bột đẹp là được, anh chị đắp bột đẹp, gọn gàng, sạch sẽ, nhanh, đẹp, chắc chắn luôn. Và nếu mà anh chị đắp xấu mà anh chị giũa nhanh như thế nào, giũa có giũa như thế nào nó cũng không có ra gọn gàng được đâu. Cái này em không có cần nhìn cái critical nó ở đâu hay sao luôn, em cứ chạy thoải mái. Nhớ nha, chạy cái phần critical này là phải để nằm cái phần đầu giũa chứ không có chúi. Nhiều lúc anh chị chúi á, nó nhìn thấy một cái lớp sâu xuống á thì nó không có natural, nó không có đẹp. Thì cái này em sẽ chỉ cho anh chị cái cách mà sơn cái mép top top màu đen.
thường thường anh chị sẽ thấy sơn cái mép top khớp màu đen thì anh chị sẽ thấy nó bị cái lằn nhìn nó rất là xấu đúng không? Nên em sẽ chỉ cho anh chị cái mẹo nha, cái này cái mẹo thôi chứ không có gì hay ho hết. Anh chị thấy ha, đó nhìn nó rất là mỏng nè, nó ra ha, nhìn nó natural lắm. Giữ đại cũng ra nữa. Ok, xong. Hello anh Nam Trần, hello anh Nam Hoàng. Lâu quá giờ mới thấy. Thì anh hỏi em đó, anh nhắn tin anh kêu lâu quá không thấy like, em like em tag anh vô đó. Rồi sau này gặp mời uống bia hả? Thiệt. Thèm lắm mà chưa thấy ai mời nè, buồn dễ sợ luôn á. Em lắm mà chưa thấy ai mời luôn á. Chị sẽ thấy à, đó, nhìn nè, nó là cái phần cuticle nó là xuống nhìn nó rất là natural, nhìn nó sắc sảo hơn. Thank you anh, trời ơi. Được mấy anh em ủng hộ vậy là rất là vui rồi ha, rất là vui luôn. Đó, mình sẽ canh coi nó đều chưa. Ok, đều rồi, em sẽ chỉ cho anh chị cái mẹo nha. Hôm qua đây anh mời nguyên một thùng chịu nổi đâu anh ơi. Mẹ Linh kia đi học lo học hành đi chứ, lên đây coi livestream gì mẹ Linh kia. Lo học hành rồi chứ nít nôi vô đây chị. Ok, có nào em sẽ chỉ cho anh chị làm sao mà sơn cái mat top khớp nó đẹp nha. Đây, em sẽ lấy cái Infinity số 3. Số 3 nào cũng được, hãng nào cũng được, không nhất thiết là phải hãng này nha. Ý là em cho anh chị biết số 3 nha, lấy số 3. Sơn cái top shiny cũng vậy luôn, top mat cũng vậy luôn. Anh chị bỏ lên, nó không có bị cái đường lằn của màu đen nữa nha. Chị cứ bỏ lên. Đây, bỏ lên. Đắp màu đen sạch sẽ gọn gàng thì anh chị đỡ thấy. Đỡ rất là nhiều. Matte right baby. Rồi chia sẻ đi, coi ủng hộ chia sẻ đi chứ. Coi ủng hộ chia sẻ đi chứ. Hành không lo học, vô coi làm neo. Đây mình sẽ sơn lên. Cái này là matte top nha anh chị nha, mình sẽ sơn lên. Thế em sẽ cho anh chị thấy cái mát của nó rất rất là mát luôn. Nhìn nó đã lắm. Nhìn nó mát mà nó trơn tru, nhìn nó đã lắm. Cái mát này em vẫn còn xài của nó polish nha. Tôi nghĩ rồi nhưng mà đồ nào tốt thì mình xài thôi ha. Không em coi nè, chơi chị giận trời, phải nít đâu chị giận trời. Ok, cảm ơn anh chị đã ủng hộ nha, cảm ơn anh chị đã xem cái livestream này của em nha. Thank you. Anh không có cảm ơn Linh đâu nha Linh. Sau chắc cũng làm design nha, sau làm cái design nhẹ nhẹ gì đó. Màu đen nó khó nhưng mà nó dễ nếu mà anh chị biết cách nha. Có luôn nha Hải nha, có luôn qua đây nha.
Madame dễ nghe lắm. Hãy này cứ chọc tao hoài nha hả nha. Mày qua đây mày muốn cái gì tao không dạy mày hết. Qua đây muốn cái gì cũng được hết á. Chưa khô lắm nha anh chị nha. Mẹ nó dính bụi rồi. Tay em nó dính bụi. Đây nè. Đây. Nó dính bụi rồi. Mình chùi cái bụi đi. Bao ăn bao nhậu luôn mày. Chùi cái bụi đi nha. Tay em hơi ướt. Đây nó mát. Nó rất là mát nha. Chị sẽ thấy nè. Nó mát lắm. Xong nha anh chị nha, anh chị sẽ nhìn ha, bên hông đó nè. Đây, bên hông đó nè. Đó. Gọn gàng nha. Ok anh chị nha. Keep one more time, it's not dry yet. Yeah. Đó. Chị sẽ nhìn nè. Thường thì mình bỏ cái nếu mà mình không bỏ cái soba lên đó thì nó không có được mát giống vậy đâu. Nó sẽ thấy cái đường màu trắng này kia đó. Thì cái này mình bỏ cái sơn cái top mát lên nha, mình bỏ sơn cái top mát lên thì nó mát nhiều hơn á. Ok chị Hương Lê nha, qua đây luôn chị ơi.